Di Đà Sòn Quân Sòn Quân Di Đà Sư Đông Chu Từ Mạch Đà Phu Thần Quân 1 3 2 ông. Với ông công ông cao các cụ già ăn trước cụ chê ăn sau hai con kha màu đỏ màu hồng ăn thu đận thu heo heo to heo tiêu ăn cơm uống rượu đài chính thà đẳng chính tiên nhà yam quan đấm quan thành pháp sư nhân cao cô về sinh cao mầm mẹ mẫu em quê ba để họ hoàng giang thứ tư được 60 tuổi và đế trên sân lâm sân trang đại ngàn mơ ơi đêm đêm khắc ơi cánh một cánh hai cùng khám lê thuộc tha cũng khám an thuộc đi ở đây quan đầm khăn thanh sinh ở cửa mẹ sinh mẹ mô xuống ăn cơm cái mông cải thì không có cái bát xôi bát gì dẫn đấy cái ảnh có lấy xuống cái bát này chứ rượu rượu một cái đi bà ơi mông cải mà cái mông cải này có đâu có cái gì rồi ảnh mông cải này mà thế thì không phải ảnh cái gì ảnh đâu ở đâu cậu bé đó nó ồ đang bảo là lấy xôi xuống này bảo là cậu lấy một bát ảnh xuống đi ơi xin áo mẹ mau xuống ăn cơm mẹ xin xuống ăn cơm uống rượu ăn hai con gà màu đỏ màu hồng ăn hai con gà là cố xôi ăn con gà cải mơ bách cổ ông già thần cải mơ kim lâu giá sắc cải quan tai thể thần cải hạnh nhân thể minh thề cải tháng được yên nằm được thôn hàng năm đi xa lấy cây tốt cây mới năm mới về cho năm mới về gần em từ đây ba sinh xuống ăn con lợn to lớn béo heo to heo béo ba ta trở lên năm ta trở xuống người lòng gan co say mới nỗi tang có hết đời em bố thóc cùng cỏ say lương thực mới chúng rượu cùng có hết đời em ăn bát cơm ở trên ăn bát muối ở dưới tay phải cầm cua ăn cơm tay trái mơ cầm bát ăn cơm uống rượu cổ măn cũng được ăn cổ chay được nhầm nơi chào chê cũng có say nơi này chào chê mơ cậu ăn cũng có say có hết bà xin mừng ba để hôm nay có nhà Long Đình nhà vua đây đến ơn nhà Long Đình mời đến đáp có mặc ác cưới con ngựa thổ hàng con năng hô mưa cánh cửa mọi văn cánh nhà mọi mừng đồ dùng cũng có say nồi niêu cũng có hết đây cuộc sinh mới có say châu bò vịt gà có hết đây bữa tivi có say vì có say đầu đĩa có hết đẹp ca có say biết thời có hết tươi dạ công đang ra ngại đền ơn đến đã vệ sinh mẹ mau ăn cho nó uống cho say say sưa mơ màng vung hồn ra bia ra cho ra phân ra hết mơ hoàng mười văn huân thứ tư được 60 tuổi ăn cơm uống rượu bông hồn ra bia bia thứ nhất trời bia là thứ hai bia thứ ba bia thứ tư bà hôn nắng bấy bia thầy pháp tài quan đồng quan thành pháp sư biến quan tài thế thân hạnh nhân mưa thì mạnh tháng được yên năm được ổn một năm 12 tháng bình yên một tháng 30 ngày mát mẻ biến quan tài mưa anh tài thế thân hạnh nhân đang thế mạnh phù việt ốc khăn tay đã pha ra với khăn tay đã rồi phù việt ba hồn bề bề về nhập thân nhập xác được binh tiền nhập đăng mệnh thể sống bằng cây đa già bằng cây thông sống gần cha già hưởng nghệ mẹ sinh mẹ màu còi thầu giáo còi ẩn còi thầu giàu còi nhắm nghề để tập quan đông khăn tinh pháp sư nhân cao cổ mẹ sinh nhân cao người mẹ mẫu mẫu họ nông nông thì thủy thứ nhất được 14 16 tuổi hôm nay có thiếu lễ thiếu tăng thiếu lễ về khất tăng thiếu tăng khất để đô cửa mẹ sinh ở cửa lăng mẹ mẫu từ đây thỉnh ao mẹ mẫu xuống ăn cơm mẹ sinh xuống ăn cơm uống rượu ăn
ăn hai con gà màu đỏ màu đồng, hai con gà cổ xôi, ăn thổ lợn thổ heo, thổ lợn teo teo thổ theo béo. Bữa đồ cân đồ lạng cô mặt nay ăn, cô mặt được ăn cổ chay được nhắm cháo chê được ăn khẩu ăn được nhắm mê. Ăn con gà mơ cải sao cay hẳn cay hẳn ra cho ra hết tê đông thị phi tư nhật con mê sau tuổi cải bạch khổ ra thân cải kim lo ra xác cái mơ căn tài đi thể thân hành nhân đi thể mình thay tháng được ngăn nằm được khổ nam từ nay buồn ban thì gặp mày đi ơi bàn hàng ơi đặt khách ơi nay bia thứ nhất bia thứ hai bia thứ ba ba hồn chín bia em bữa nay về nhập thân phổ bia về nhập tác được kinh yên nhập thân được mát mê dần dần được kinh yên bàn đai em thế căn đồng căn thanh ngang khảo cố nhiều nơi khảo ngưng nhiều cửa khảo cố đến cửa mẹ sinh mẹ mẫu hô hoàng hoàng ngưng văn tình thứ hai được 33 tuổi chín tháng mười ngày số cao sang đẳng cao số hơn cha cao sang hơn bạt hôm nay mới tháng mười ngày thiên phúc ngày phúc sinh ngày khai thiên lập địa hợp hộ ngày xưa hợp cha ông cha cổ hợp cửa mẹ sinh mẹ mẫu ngày xưa thằng ngày trước con đồng tiền đi cùng đến nơi tiền tăng đến chốn bà sinh vương ba để sân lâm sân trang đại ngàn ơi cao đàn san chỉ bơi canh một canh hai đêm khuya đêm khác cùng khám để thuốc tha cùng khám tăng thuốc kê bữa nay các con các cháu trong nhà cũng có cú được này cũng có mâm đất thình thình mẹ sinh mẹ mau xuống ăn cơm mẹ sinh xuống ăn cơm cuồng rượu bà ấy rót rượu một cái đi những cái mâm này bà để xuống ăn cơm ăn sinh xuống cuồng rượu ăn hai con gà màu đỏ màu hồng con gà cô tôi ăn con gà ơi cay sao cay hạt tháng ngọc thân cay hạt ngày hạt năm ốc xa cây cả bạch khô đi thế à thân thế à thân hả rót hết những cái mâm đấy thế này ơi mặt con ăn gà cay sao con ơi ăn con gà cay hạt trên chợ ơi em 26 vị quan ăn cơm uống rượu ăn thiên nga đại bằng con ngóng độ cân em thiên nga đại bằng độ đang cười con gà cày sao xong hai con gà cày hẳn bữa nay ơi cày hẳn ra thân cày sao ra sắc cười em bữa nay ba sinh mường ba đi ăn con đợt to con heo béo uống ba ta chờ đến năm chờ xuống đổ cân đồ đã thương bà sẽ hết lần sẵn thấy tài văn bán thì ở đây kiếm tàng này nhắm người được ăn tàng được uống người ăn bát cơm ở trên ăn bát muối ở dưới tay phải cầm đũa thì ăn cơm tay trái cầm bát thì ăn cơm uống rượu lòng gan cũng có say nổi tàng
bồ tóc có tay trùng rêu có hết tê ya bồ tóc khao bình trùng rêu khao mơ mà khao mơ ê ya bình mà ba sinh minh quân bà đề ya mẹ sinh mẹ mẫu ê ya ăn cơm uống rượu cài sao cài hẳn cài mơ số khao sàn cài mơ đang khao sổ dạ bao ông sách vây tăm hôn vợ là bút ta mực xa nhà học sinh ra nhà trường học trò xa về khăn tí nhớ ya con học sinh khoa học trò dạ với âm cắt tiết âm nói duyên trần mơ xe duyên về trò quê nói duyên về tư âm ba sinh mương ba đi cái bạch hổ ra thân cái kim lầu ra xác cái tháng được năm được cồn đi xa về khăn đi mây về gió không còn quỷ nào trường không còn ma nào trách âm từ giờ bàn tớ thì yêu thương đằng trên sông dưới thì quý mến em ta đường được tốt như hoa ơi em tốt như hoa thế như bạn em giờ này ơi ba để ăn cơm uống rượu ăn cho nó uống cho say uống hồn ra vía ra cho bung hồn ra khăn ra hết vía thứ nhất vía thứ hai em vương hôn già vía vía thứ ba vía thứ tư em tà hôn đang bay vía căn cầm căn thanh biến căn tài thế thế thân này nhân đi thế mình thế tháng được yên năm được ổn đẹp năm cô đây đi xa lấy cái tốt năm ơi cho về tên phố vía vía nhập thân phố khăn nhập xác được quỷ yên nhập đang được mát mề mát mê xiên yên bình yên văn đại có lộc được độc cầu thải được thai cầu đỉnh quân phương trời mười phương đất ơi cầu lộc xa thì đến cầu lộc cần thì về mua mười ăn trăm một trăm ban vạn xa đường quy thấy lắng quy tha mà thấy mà tránh quy tránh đi xa mà không dám vào gần ba đi mê sinh còi thao rau còi ăn còi thao rau còi nhắm mây quan đồng khăn xanh nhang khao cổ nhiêu cửa mê sinh nhiêu cửa sinh mê mâu em bảo trong nhà phải rót rượu đi bác ơi ông người nhà phải rót rượu đi và hai vợ chồng người rót là con trai rót đi thế khao cổ bà sinh ba mẫu họ hoàng thứ nhất tê được 18 tuổi bà nhà phải rót đi rót rượu tổ đi này cũng có thiếu lệ thiếu lệ khất bang thiếu bang khất lệ thiếu lệ kêu đau thiếu bang đằng kêu đau kêu ôm ôm ra thân đầu ra xác bệnh thì tan ôm thì khỏi tai qua năm còi bữa nay mẹ thinh mẹ mau xuống ăn cơm vừa rượu hai con gà màu đỏ màu hồng ăn thô lần heo to heo béo cô mặt nước ăn chai lằng được nhắm rót hết đi chỗ nào có chén thì rót nữa mơ này ăn thô lần thổ heo heo to heo béo mơ này từng người rót tề mơ này ê ê cô mặt được ăn cổ chai cũng được nhắm chao chê được ăn khẩu quán được nhắm này con gà khai sao khai hát khai hát năm hát tháng hát ngày ra thân khai ốm khai đau ra thân ra sắc giờ khăn tô là trên thiên bờ khăn đói trên trời hôm nay cũng có lê khai sao cô khăn khai mình thân con thiên nga đại bàng cái cung cái số cái cung số ra thân cái cung mình ra xa bữa nay ơi ăn con thiên nga đại bằng cái dấu cửa mẹ đi sổ đi cửa mẹ sinh phú ít ta đi ăn cơm uống rượu bông hồn ra bia ta cho bông hồn ra khoăn ra hết bia thứ nhất bia thứ hai bia thứ ba bia thứ tư ba hồn mười bảy bia nhập thân nhập xác cười phù vị yêu chân phục bằng xa chân pha bằng thành từ giờ trở đi bệnh than không khỏi tai pha nặn cõi ăn ngon ngủ kỹ lành như ước mặt như pha tiền cả con trai phải rót rượu thế
ăn cơm mổ sinh xương, ăn cơm uống rượu hai con gà màu đỏ màu hồng, ăn thô lẫn thổ heo, ê thô lẫn to thô lẫn béo, ăn bát cơm ở trên bát muối ở dưới cô mắn được ăn, cô chay được nhâm, cháo chế thì được ăn, khẩu ăn thì được nhâm, ăn con gà cài sao cài hạt, cài hạt thân ra thân hạt năm hạt ngày ra xác cây. Ăn cơm uống rượu cùng già ba hôm sách về tắm hôm vợ già bút ra mực về thêm cửa mẹ sinh tăng mẹ mốc con học sinh hoa học trò không có con gà cài cùng xô cùng mình ăn cơm uống rượu bông hôn ra vía ra cho già hồn ra hết tên thế đây ơi ba hồn xin vía vía thứ nhất vía thứ hai vía thứ ba vía thứ tư âm vua vía ơi nhập thân phủ căn nhập xác bình yên đang mắc mẹ xin được tự nhiên vận đại từ nay phù vĩ đã qua phù khăn đã rồi mẹ sinh mẹ mẫu ơi a à, khỏi rau tàu khỏi ăn mù sinh mù và khỏi sâu rau có nhâm các cụ gia tiên tiền tổ phật tiên ông minh bà cô họ hoàng giang ba đời trở nên năm đời trở xuống bồ đề à ngày xưa mê đệ ngày trước bồ đề hoàng mở văn viện thứ hai âm mẹ đề vị thì ở thời thứ hai xong thì con nay ta cả thủy thiên ăn cơm uống rượu thế buông hồn ra bia ta cho buông hồn ra khăn ra ít hoàng mới văn ở huân thứ tư được 60 tuổi người chân mặt thịt cô không biết đường nào mà nổi nỗi nào mà đi âm từ ra cha đi các con có nỗi có xạ nhật tôi nhật ta vặn tuổi vặn xạ mưa từ ra cha đi 30 mùng 1 14 hôm rằm các con coi phục ta đến đây thập hương kêu cầu đến chỗ hồn bông hồn ra vía ta cho bông hồn ta hết tình không được cầm hồn ăn cơm cắm vía đằng ăn cơm uống rượu không được bán con đi theo mà đòi ba khắp thêm bán con đằng chê thì đằng trên thì chê đằng dưới thì trách thêm đây ơi vâng hồn ra biết họ nông mơ nông thì thủy thứ nhất được 14-16 tuổi ơi mẹ cà vi ơi thì vui thứ tư âm cùng vâng hồn ra biết ta cho mẹ cả cùng vâng hồn ra con cho mẹ hai ra hết ơi từ giờ được bệnh thân ông khỏi tai ca đàn khối mơ này ăn cơm phòng rượu bông ngôn ra bia con trai hoàng mơ vẩn sinh thứ hai 33 tuổi bia thứ nhất bia thứ hai ba ổn ơi bay bia thả bia thứ hai con mơ hoàng nhất vẩn nhất thứ nhất được 18 tuổi ba ổn ơi bay bia mơ con trai gái thứ hai hoàng thị thu hà thứ hai được 12 tuần bông ngôn ra bia cho ra thần ra hết đời tô ca tăng thục thị chết giờ giờ mát các giờ này đầy giờ đầy giờ ngày mùng bảy bây giờ sáng mây em sợ thiên can đồng can thanh đông mây can tài các cụ gia tiên đồng can tài mẹ sinh đồng can tài bà đi chào diện khắp tổ tiên trên tổ cả đồng cân mẹ đầm cha nhà đầm tổ gia tiên mẹ can tài đây ơi đồng phân mày ơi từ giờ trở đi ơi tháng năm được biệt yên ra chung được mặt về đời văn tài bộ phẩm phùng con thân tăng con mình bộ phẩm phùng ban mình ở sạc thông bộ phẩm phùng cùng sổ cùng mình hoàng mới văn quân tư tư sau 10 tuổi bậc mê đồng thì thứ thứ nhất được 46 tuổi hoàng văn tinh thứ hai 33 tuổi hoàng văn nhật thứ nhất 18 tuổi mưa con gái thứ 22 tuổi không phạm phòng bắn mệnh ngờ một người nào thật đồng thật chân thật nhà đón quan tài đã qua đóng mơ ra rồi em ba ơi lấy cái bông kem đi ở đây thỉnh 30 con kia 40 con kem nam kem bố kem mẹ vào ăn trước kem con vào ăn sau có lòng gan nổi thẳng được ăn nam có thọc quan cơm nếp mưa tôi nếp được nhắm
nghề, ăn cho nó uống cho say, 30 con kê 40 là con kem. Ăn cơm uống rượu với à, bao nhiêu hạt nặng sẽ đưa đi ăn. Hắn năm hắn thằng nặng đưa hết tăng à, cửa ra chung. Quán đồng két từ trong à, trở ra két từ ngoài đi hết đời à. Đông về đông tây về tây, bắc về bắc, cười nam về nam. Ê, đã lộng xuống sông mưa xuống suối. Ê, à, xuống biển ơi à, đã sao đã hạt mưa 30 con kê 40 con kem. Ê, kem bơ bồ kem mẹ đi trước kem cô là đi theo âm. Tổng hạt mưa đã qua tông kỳ tông kem đã rồi. Quan đồng khăn thanh ngồi về quê cửa cầm ngăn, ngồi về cung cầm ngăn cầm kẹt. Bữa nay ơi vang bạc ngân xuyên rào đến bữa 30 con kỳ 40 con kem, áo xanh áo đỏ áo xanh áo vang ơi. Bữa nay thăm một kiều hẹt bé cô chàng đông em. Bé cô đang kim đầu ăn cơm uống rượu mới em. Thoái cài mưa thoái cửa ra nhà cửa ra đá trùng ra nhà cao cửa rồng ra ngoài sân ăn cơm ra ngoài ngõ uống rượu ơi em. Mau khi đằng mau lang con cắn tay thì thân hình như là thể mình em. Con gà cái bắn mình bắn cung bắn cơ số ơi cái cung số ra thần cái đào hoa cao sang ra khác ơi em. Ăn cơm uống rượu cùng bao nhiêu hát nắc tại tay bao nhiêu hạt na hạt năm hạt tháng đưa đi hết tới em. Ơ này ơ căn ơ tuần căn đòi căn đòi căn a căn cung căn kiếm căn tu căn tội 26 vi quan căn tôn mưa trên thiên căn nói mưa trên trời âm căn cung căn kiếm mưa căn tu căn tội mưa căn tiết tôn mường chết chế âm căn mưa con ngã ngông thiên nga đại bằng cung ra ngoài cửa ngoài nắng căn đồng căn thành đưa từ trong thở ra đưa từ ngoài đi hết ba về bê con bóng lên đi bê bê con ngóng đi đi được bê cái con ngóng đi ạ bà con ngóng trên xe thủ ấy bê con ngóng trên thủ ấy xe thủ bên đây xe thủ bên đây xe xanh căn tuần thiên thiên căn đòi trần trời ăn thiên nga đại bàng cài cùng cài số này con hổ này bữa nay ăn cơm uống rượu căn thầy thì tiện đi căn thầy thì đuối hết tới người tứ tiên tự trong chờ rằng tiên từ ngoài đi hết tới đây tầm món tiêu hết bách khô trắng đồng giữ tay sùng trắng kéo bách khô mở kim đầu ăn con gà màu đỏ màu hồng con gà cô xôi ăn bát cứ mơ trên ăn bát muối ở dưới ăn cho say nay mưa mưa màng mưa bao nhiêu hạt ơi năm hạt tăng hạt ngày đưa đi say đưa đi hết từ trong chờ ra ngừ ngoài đi hết tươi em. Ăn cơm uống rượu về sân lâm sân trang đại ngàn bên trong bên thì khắc ngây khắc chỗ ấy chỗ nghỉ ngơi ngây ngây mây mát bao nhiêu hạt đặt đưa đi tháng năm đưa đi hết tới cửa nhà ra chung họ mới hoang hoang mở ơi văn huân thứ từ 60 tuổi nông mơ thị thị thứ nhật nhật 46 tuổi họ hoặc mơ văn tình thứ 23 tuổi hoặc mơ ơi văn nhật thứ nhật 18 tuổi Hoàng thị thu hà thứ 22 tuổi cửa nhà đọc trong ấm mềm giả chung nơi mát mẻ nằm con gà này xuống bãi thề mát mẻ xiên miền nước bình yên nằm đây bảo hai người về đón quan tài đi tay cô mở đóng kê coi là cầm tài đông đông đâm
văn theo cho văn ngược diệt phi bồ ma và phạc cốc bộ ma thần chủ lân mạc mẹ xiên nhân vinh yên văn đại bạch khô thoại cai kim đo thoại đồ ô mơ hạt nắc số bảy hạt na số ô kênh tông hạt số bảy tông sao từ ô tư trăng số ốc nọ ta tổ bảy than cục phí cao ao à bảy trái ao đây phi mơ mà hư thấy mang con trai ra ngoài nhá và hai bà phải đón để thầy đưa đi mới được. Lấy tiền xuống đấy, mỗi đồng một tờ tiền đi để tí người lấy đi, mấy có tiền đi lấy lọc đi mới được chứ.